Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lắp chè chống bùng rời cho các dòng xe con tài có nên hay không? Nhiều người muốn tăng thêm tính thẩm mỹ cho chiếc xe nên thường tháo cái chè chống bùng zin và thay đó là chè chống bùng rời nhằm hạn chế văng bùng đất. Tuy nhiên điều này có thể khiến bạn gặp nguy hiểm khi đi tốc độ cao. Không thể phủ nhận chè chống bùng rời có những lợi ích riêng của nó, khi nó cũng hạn chế được phần nào bùn đất văng lên phía sau xe, đồng thời cũng tăng thêm tính thẩm mỹ rất nhiều trên những cái dòng xe nào mà người chủ của nó không muốn để về zin để chiếc xe trông thể thao khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên những lỗ chắn bùn rời kiểu này thường có kết cấu là rất yếu. Khi muốn lắp những cái loại chè này thì phải cần siết chặt ốc vào hai bên của cấp sau xe. Nếu ai không biết lắp chuẩn xác hoặc là siết những cái ốc không chặt thì tỷ lệ tụt rất là cao khi đi nhanh. Khi đó chạy tốc độ cao có thể bị tụt và cuốn về vào cái gầm xe, gây ra những tai nạn cho người ngồi trên xe. Hơn nữa, đối với những chiếc xe có những lớp to, những cái tấm chống bùn sau có thể gây ra những tình trạng cứa lớp xe vì quá sát với bánh. Theo đó, những cái cột ốc có thể giữ cái tấm chống bùn cạ vào bánh, khiến ốc dễ bị bung hoặc là tụt. Rất nhiều người vẫn đang nghĩ lầm rằng những cái loại chè chắn bùn rời lắp kiểu này sẽ chắn bùn tốt hơn so với chè zin. Nhưng thực tế là tác dụng của những loại chè chắn bùn này là không bao giờ bằng được chè zin. Cái chè chắn bùn zin của nhãn xuất thì dài hơn rất nhiều và có những rãnh chống cái bắn bùn lên bên trong. Vì thay thế cái chè vừa ngắn hơn là không có rãnh thì chắc chắn đằng sau xe của bạn sẽ bị bắn bùn rất nhiều. Chẳng ai có thể cấm các bạn lắp những cái bộ phận này vì đó là thú chơi xe từ mỗi người. Nhưng hãy nghiên cứu thật kỹ liệu nó có phù hợp với chiếc xe của mình hay không trước khi lắp vào. Đừng vì một cái vẻ ngoài mà rước những cái mối nguy hiểm không đáng có. Yes 125, độ cực kỳ đẹp với hơi thở R9 Titan đầy kiêu hãnh. Yamaha Yes 125 vẫn là dòng xe hai thì đang làm mưa làm gió thị trường Đông Nam Á, vừa được bị ngừng sản xuất tại thị trường Malaysia thời gian gần đây đã khiến những chiếc xe mới 100% của cái dòng hai thì này đội giá lên tới gần là 300 triệu đồng ở thị trường Việt Nam. Khoác trên mình cái dàn áo tem đấu vô cùng hợp cách, phần đuôi xe được bỏ đi cái ốp biển số và cái phía bên trong nhìn tự như các dòng xe chạy trường thực thụ trong những cái giải đua. Bên cạnh đó chủ xe còn trang bị nhiều món đồ chơi từ các hiệu nổi tiếng. Trang bị cụm thắng Acostato, thương hiệu đồ chơi cũng khá nổi tiếng, nhưng khi tự ra cái mẫu Rainbow thì đã được hạ giá và nhập Việt Nam nhiều hơn, thì mẫu tay thắng này dần dần mất khỏi thị trường và còn rất ít người để sở hữu em nó. Đi kèm cùng chiếc bình dầu AMCC Mini làm cái ổ chứa dầu bổ sung cho heo trước. Cái cụm tăng tốc Domino có nhiệm vụ rút ngắn hành trình da cho xe gia tốc nhanh hơn. Bỏ đi cụm công tắc, dùng cái cụm công tắc Hennewitz thích hợp đầy đủ những nút. Nhìn xuống trang chân trước thấy được góc ảnh quen thuộc, bộ dầu Rainbow logo nhỏ hay biết đã xứng, được bắt vào vỏ buộc thông qua phát heo, được làm bằng chất liệu nhôm là siêu cứng. Cái đĩa của Capper có cái size là 260mm. Lòng đĩa này có 4 cái lỗ phụ hợp với cái mâm Daytona, không cần phải chế lại thất lòng. Cái giảm sau được cải thiện cái sự im ái hơn rất nhiều nhờ vào chủ xe dùng cái bột Hollin bình dầu rời xuất xứ đến Thụy Điển. Tuy nhiên đa phần được sản xuất cho những dòng phân khối nhỏ để được gia công tại bên Thái Lan. Phía cái chân phuộc và bình dầu đều có những nấc tăng chỉnh giúp chủ xe kiểm tra được cái độ đàn hồi và độ chúng. Quanh đĩa sau được trang bị heo dầu Rainbow logo lớn xoay ngược, đi kèm rất lòng CNC để ăn gian cái mặt đĩa ra ngoài nhằm tạo ra khoảng trống để heo dầu Rainbow logo nhỏ hay biết xứng không cả và cái phần mâm xe, hoặc ta có thể là ăn gian cái size đĩa lớn hơn thì sẽ không phải làm thất lòng CNC. Sử dụng cái hở của R9 Titanium đem lại cái hơi âm thanh ấn tượng hơn cho xe, bầu hơi cũng làm lớn hơn, nghi ngờ chủ xe đã làm lại phần nội công hay là cần một cái bình lớn hơn để chứa hơi. Trang bị cái phục Hollin bình dầu rời, một thương hiệu đồ chơi giảm sốc và trợ lực có xứ đến thời điểm, chuyên cung cấp cho những chiếc phần cơ lớn. Đối với những dòng xe nhỏ được sản xuất ở Thái Lan và gia công trực tiếp